Ngay sau hội nghị trực tuyến của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang đã tổ chức họp triển khai kế hoạch xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real Time PCI và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bùi Khắc Bằng chủ trì cuộc họp, tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phan Hồng Yến. Dự kiến huyện Vũ Quang sẽ có khoảng 15.000 người được xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 bằng Real Time PCI bằng nguồn xã hội hóa, địa điểm tổ chức xét nghiệm sàng lọc tại các trạm y tế xã thị trấn. Để việc xét nghiệm đạt hiệu quả đúng đối tượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bùi Khắc Bằng đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương ra soát lập danh sách cụ thể, chính xác theo 8 nhóm đối tượng theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh trong cuộc họp trực tuyến trước đó. Trung tâm y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để triển khai xét nghiệm ngay khi có mẫu xét nghiệm của tỉnh gửi về, trong đó sẽ ưu tiên triển khai sớm đối với những địa phương có các trường hợp F2, F3 như Thọ Điền, thị trấn Đức Lĩnh về triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, đồng chí Bùi Khắc Bằng, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là trong những ngày qua trên địa bàn huyện Hương Sơn đã có các ca nhiễm mới COVID-19. Đối với địa bàn huyện nhà cũng đã có các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca nhiễm đầu tiên ở Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn. Công tác truy vết, xét nghiệm đã và đang được các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tuy nhiên, theo dự báo, thời gian tới tình hình dịch bệnh sẽ còn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, nhất là số lượng công dân lao động từ các vùng miền khác sẽ trở về địa phương. Chính vì vậy, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải khẩn trương tập trung các giải pháp căng cơ quyết liệt hơn nữa nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua chủ tịch ubnd huyện chỉ đạo các phòng ban ngành đơn vị địa phương tăng cường công tác phối hợp kiểm tra ra soát chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho khu cách ly của địa phương mình quản lý đối với hai khu cách ly của huyện tại xã hương điền cũ và trung tâm y tế dự phòng cũ phải đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu chỉ đạo mới của tỉnh kích hoạt thực sự hiệu quả phát huy vai trò của các tổ đội giám sát cộng đồng phản ứng nhanh, tổ liên gia trong công tác kiểm tra, giám sát, cũng như tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch. Tăng tốc truy vết, xét nghiệm, cách ly đúng quy định đối với các trường hợp F1, F2 của các ca dương tính, người đến về từ các địa phương có dịch. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Các địa phương phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương rà soát, nắm chắc nguồn số lượng công dân đến và đi trên địa bàn, đặc biệt là các công ty, nhà máy đóng trên địa bàn mình quản lý, số lao động đi làm ăn xa ở các vùng miền khác trở về địa phương, thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định, chủ động các kịch bản, phương án dự phòng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.